Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Anh em hôm nay có thấy mình làm một cái mặt bằng này khá là rộng không? Đó, rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là xúc những cái đống rác của mình ở lên xe ô tô và lát nữa thì sẽ đi sang cái mặt bằng ở phía đằng bên ngoài này. Đây, mình sẽ sàn hết cái mặt bằng này anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ đội camera lên đầu, như là đi vét những cái đống rác này chờ xe nó đang lùi vào anh em nhé. Đây là cái mặt bằng này thì hiện tại thì vừa rồi là toàn bộ nó rất là nhiều cỏ đấy, thì mình đã dùng cái men cũng như là cả gầu của mình vừa ủi và vừa cào cái rác nó về dồn về đống đây rồi. Bây giờ là chỉ chờ xe về là xúc nó đi nữa thôi. Đó. Do là cái đất này hiện tại bây giờ nó đang rất là dính các bác nhá, nó đang cực kỳ là dính, cho nên là mình phải dồn cái rác nó ra cái đầu ngoài này để khi mà cái xe nó về nó đứng ở ngoài đường kia thì nó sẽ đỡ bị dính cái đất ra đường. Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ này để mình cào bớt một ít cỏ này vào san qua cái mặt bằng này anh em nhé. Trong này thì nó có một hai cái cây đào này, bác chủ nhà bác ấy để lại hai cái cây đào này. Hai cây đào này thì sẽ không nói chung là sau này người ta sẽ không làm gì vào đây. Thì chủ nhà chú ấy đang muốn là cái chỗ này là người ta sẽ san ra để người ta làm nhà, nhưng mà không chưa biết là đang nhau định làm nhà ở cái chỗ nào đấy, chưa thấy bảo là san mặt bằng ở cái chỗ nào để sau này làm nhà thì người ta ép cọc. Mà chỗ này người ta đang tính là để ép cọc bê tông. Mình thấy cái đất ở đây nó khá là tơi và như kiểu nó là đất mượn, vậy là người ta sẽ không đào móng cốc hay móng băng hay là các cái móng mà thông thường mình hay làm, mà người ta sẽ sử dụng cái phương án đó là ép cọc bê tông. Ép cọc bê tông thì nó hơi đắt hơn một chút, nhưng về về gọi là phương án, gọi là biện pháp thi công hay là mọi cái thì nó sẽ rất là hiệu quả nhé. Ví dụ như làm cái hiện trạng đất này nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cái nhà bên cạnh, không moi đất đi, không làm không múc âm đất sâu xuống, làm thì nó nổi ở trên đất vẫn còn bình thường. Cái đất nó cũng gọi là coi như cái đất của mình không không mất gì cả. Mà khi mà cái cọc nó ép xuống thì người ta tính toán được là một cái cọc đấy nó sẽ chịu được bao nhiêu tấn, hoặc là một ép của nó là bao nhiêu đấy, là người ta đã tính toán hết rồi. Người ta lên nhà bao nhiêu tầng như bao nhiêu ấy là nó sẽ có hết các cái thiết kế trước, làm nó cũng rất là nhanh, thi công nhanh gọn mà không phải chở đất, không phải mang ấy đi nhiều. Thì còn nếu mà mình xúc móng cốc hay là đào móng băng mà không có chỗ để đất ấy, là mình phải chở đi, mình phải chở đi, xong bắt đầu là lúc phải chở về xong là làm nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng ngược lại thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn anh em nhé. Chi phí để thuê máy này về múc về về cái phần móng thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với ép cọc. Ép cọc bê tông thì là máy múc cái móng, máy múc móng xong là bắt đầu là người là đan sắt, đan sắt xong bắt đầu là để làm cái tấm phên đấy nhá. Thì cái đó thì nó nói chung là cũng mỗi cái một kiểu. Có những chỗ chật hẹp thì máy ép cọc người ta không vào được thì bắt buộc là phải xúc, hoặc là những cái nào đấy nó nhanh gọn hơn. Có những chỗ thì nó rộng rãi phù hợp thì nó sẽ có máy ép cọc vào được. Chỗ nào mà nó hạn chế đường đi lại vận chuyển hoặc là ấy thì người ta sẽ dùng phương án khác. Mình sẽ đi sang cái về bên này, xoa nó qua qua đi xong là xem là chủ nhà có yêu cầu gì thêm không. Cái này thì lúc nãy mình mới cào cỏ qua qua anh em nhé, và nó không thể sạch hết 100% được. Cái đất này quá là lún luôn, cứ đi chỗ nọ lún chỗ kia. Chỗ này nó có một cái cọc tim, chắc là biên giới ranh giới giữa hai nhà ấy, cho nên là mình sẽ để lại cái cọc này. Chỗ
nào mình đi vào mình ủi rồi ấy thì nó bị lún anh em ạ, nó lún rất là nhiều luôn. Còn chỗ nào mà chưa đi đây anh em nhìn này, lún khoảng 10 đến 15 phân. Mà cái chỗ này thì lúc nãy mình cào cỏ rồi. Đấy, như chỗ đầu trước đầu gầu đây nó cũng đang là cái chỗ lún lún. Chỗ nào nó lún nó lõm thì mình sẽ bổ sung cái đất này vào, gạt ra nhìn nó sẽ phẳng tương đối. Cái bên kia để mình gạt nốt cái vế đằng bên xa xa góc xa xa này nữa, là coi như là cái mặt bằng này đã được tương đối rồi. Cái này thì mình sẽ đi thẳng theo cái vế này ra nhé, đi thẳng ra thì mình làm nó sẽ được dài và rộng hơn. Cái bên này thì nó sẽ có một cái nhà dân ở đây, có cái mái bờ lô này. Trước kia một cái dây gốc ở trên này nhưng người ta đã phát thủ công rồi. Chung ở chỗ này là khu đông dân cư rồi, nhà nhiều lắm anh em ạ. Dưới kia còn có con chó béc này. Ok. Điền lên đây. Cái này thì ở bên trong này nó thấp hơn, chính vì vậy là mình sẽ dùng cái lưng gầu của mình san cái đất từ phía bên ngoài này vào anh em nhé. Gạt đất từ phía về bên ngoài này vào. Cái đường đi ra này thì chúng ta phải gạt qua qua thôi. Trên này nó hơi cao hơn một chút này. Nhìn mình cảm giác cái mắt của mình nhìn là nó hơi cao lên một chút. Gạt cái chỗ nó hơi lõm lõm này. Mãi mà xe chú Năng chưa thấy về anh em ạ. Bảo là đi xuống đất lên xe mà loanh quanh này. Gạt sắp xong cả cái mặt bằng này rồi mà còn chưa thấy ô tô chú Năng về để chở. Thì trong cái quá trình mình làm thì mình rất là hay kết hợp những động tác, đó là di chuyển cộng máy lại. Tức là chân thì di chuyển, còn tay thì làm độc lập anh em nhé. Làm như vậy nó sẽ rất là chủ động. Tuy rằng con máy của mình nó không kết hợp được tốt các động tác đâu, nhưng mà để mà nói mà làm khi mà mình dừng không quay nữa hoặc không làm các động tác khác thì vẫn kết hợp di chuyển được luôn. Làm như vậy thì nó sẽ, nếu như để tính tốc độ thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó, cái bên này nó có bức tường, người ta còn để cách cái đất ra đấy, tránh tình trạng là đất nó ngấm vào thì bên trong nhà kia là người ta để xây cách ra, hoặc là cái đất biên giới của người ta đến đó thôi, cái đất ở trên này người ta đổ lấn vào hoặc là người ta đắp đất lên. Thank you.
gạt thêm ở chỗ này không? Đấy, lúc này cái chú kia chú ấy bảo là lúc bớt ở cái chỗ này vào là sao này? Chỗ này nó đang hơi cao, mình sẽ dồn cho nó vào cái chỗ đang bị lõm lõm này anh em nhé. Và mình sẽ gạt từ phía về bên ngoài này vào. Chỗ này lúc trước thì người ta có một cái anh ở cái nhà đối diện đây này, mình thấy có rất là nhiều cái chủ gà, anh ấy nuôi gà ở đây. Đây là anh em nhìn cái chỗ kia, người ta để cái mùn cưa. Người ta để mùn cưa, người ta làm lót cho cái con gà anh ấy. Đấy, mình sẽ dồn hết cái đất về đó, xong sau này là mình sẽ để mình quét sang cái bên kia để mình hút bị. Đào bớt nó về anh em nhé. Từ giờ thì nó là xe nó về là mình chỉ xúc hết cái đống rác này đi là ok thôi. Là coi như mặt bằng, phần mặt bằng là mình không phải dọn nữa. Là đây cứ dồn hết này một bên thôi. Lát nữa mình sẽ bắn máy để đi sang cái ghế bên này và rút ra, nói chung là đi đến đâu là nó sẽ sạch đến đó. Chỗ này nếu mà lu lèn thì mình nghĩ là nó sẽ không đạt hiệu quả, bởi vì nó lún rất là nhiều. Còn lún ít chắc là còn lún không đều nữa, chỗ lún nhiều chỗ lún ít. Mình sẽ xoa nốt cái này xong là chờ thì mới bỏ bạc xong là vừa. Chuyến thì túc tắc mà chở thì không có chỗ nào đấy. Con phải đi đổ chỗ mà. Đổ rác cái khó đổ lắm anh em, không có chỗ đổ luôn. Đổ đất thì đổ đâu cũng được, rất là nhiều chỗ người ta cần đất luôn. À xúc bên kia chưa ca? Cái bên kia nó là đất. Đấy, nó là đất thì nó sẽ dễ đổ hơn. Chú năng chú ấy muốn là đổ cái đất này thì nó sẽ dễ đổ hơn. Đấy, không phải là lý do gì đâu anh em. Mình vòng qua cái bên này nó bị hơi bị mắc dây điện một chút anh em nhá. Nhưng mà mình đứng ở cái góc này thì nó cũng không ấy đâu.
Đây đấy trước, cái cần thì mình sẽ để ở dưới thôi, hạ xuống nó không cho nó lên nhiều quá, lên nhiều nó mắc vào dây điện là nó sẽ rất nguy hiểm. Mặt bằng mình hiện lên rồi đấy. Cái đống này chắc mới được hơn nửa xe tí thôi nhỉ. Mình nhấc cái ben lên để cái đất nó khỏi tràn vào máy của mình nhiều. Cái đầy đầy đó nó là rác, cái rác cùng bình anh em nhá, rác là cái lá cây, cái ngọn cây ấy. Quay sang để mình đi cái ben mà máy của mình hiện tại bây giờ cái ben của nó đang cái di chuyển của nó đang hơi lì một chút, có vẻ là không thoát máy lắm, hay là dạo này nó đang bị yếu rồi cái phần bơm thì không rõ. Máy này làm lung tung lắm em ạ, lúc thì mình làm, lúc thì em Hạnh làm, nhưng mà nó không phải là chuyên của một người, nếu mà một người chuyên một người thì nó sẽ mắc bệnh rất là dễ. Chuyến như nó chứ mày. Ok anh em nhá. Đó thì vừa rồi mình vừa mới xúc xong một xe. Thì cái video này cũng mới được 18 phút nhưng mà cũng là khá là dài rồi. Thì khả năng là mình xin kết thúc cái video đây thôi. Đến cái công đoạn là những cái xúc ở gọn, ở những cái phần làm gọn phía sau này mình sẽ tiếp tục làm cho anh em tiếp. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc cái video đây thôi, bởi vì là mình sẽ chia nhỏ các cái video ra. Bây giờ thì mình sẽ chờ xe anh em nhé, ra ngoài đường để dọn một ít nữa. Cái ngoài đường này nó hơi nó hơi có cái cỏ ở mép đường kia, thì chú ý nhờ là mình dọn đi cho nó sạch. Đây mình đang quét qua cái này để cho nó về cái đống bên này, anh em xúc cho nó dễ. Ok nhá. Ok, chào anh em nhá.